chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập truyện phản gián. Gián điệp mang mật danh AZ. Phần 2. Mọi thông tin về hàng ma có ma ngày càng dồn về ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang yên hưng một nhiều thêm kéo tấm màn rido sang bên tô hồng dân trưởng ban trinh sát ban công an nhân dân vũ trang yên hưng nhìn như dán con mắt vào cái điểm chấm có dấu khoanh tròn tròn trên bản đồ khu vực có quyết tâm chiến đấu của đơn vị trên tấm bản đồ chỉ có màu xanh thẫm cùng các đường nâu nâu vàng vàng mảnh như sợi chỉ vắt loằng ngoằng tầng tầng lớp lớp Nhìn vào bản đồ, những dấu hiệu trên cho người xem nhận ra đây là khu rừng rậm và có độ cao nhất trong cả khu vực. Nếu từ độ cao này, đứng trên đó, có thể quan sát được toàn bộ khu vực rộng tới hàng chục km vuông. Mặc dù chưa có dịp đặt chân lên điểm cao này, nhưng những gì mà các nhà đo vẽ bản đồ thể hiện cũng đủ cho Tô Hồng Dân nhận ra sự gian khổ và nguy hiểm khi lên đây. Hướng có hàng ma cũng là hướng trọng điểm địa bàn trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị biên giới của đơn vị. Nhìn kỹ lại một lần nữa tấm bản đồ, trước khi kéo tấm bản rido che đi, Tô Hồng Dân mở tủ hồ sơ tài liệu. Toàn bộ tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội cho đến bố trí dân cư, đời sống văn hóa, kinh tế của các bản xung quanh chân núi và trong khu vực cũng vừa được anh em bổ sung. Các con số còn rất sơ sài, gần như còn trống trơn Ngồi lại bàn làm việc Tô Hồng Dân đưa hai tay lên bóp bóp chán Tô Hồng Dân cố nhớ lại Những điều đã biết Rồi sâu chuỗi Lắp ghép nó thành một sự thống nhất Theo trình tự Bản La Khê Nằm trong địa bàn nội địa đất liền Nếu cắt theo đường chim bay Từ La Khê ra đến khu vực biên giới biển Khoảng 15 km Nếu cũng từ bản La Khê Đi lên hướng biên giới đất liền Khoảng 2-30 cây số Đường chim bay là thế, nhưng nếu bộ đội từ bản La Khê ra đến biển phải mất ngày đi bộ và đi ra biên giới đường bộ thì cũng phải mất từ 2 đến 3 ngày đường. Các bạn nằm xung quanh chân núi Bái, chủ yếu là đồng bào dân tộc Do, nằm xa các vùng trung tâm văn hóa, xã hội, chính trị, nên sự tác động của các chế tài pháp luật hầu như không có tác dụng. Mọi hoạt động trong quan hệ đều ứng xử, theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc và các dòng tộc ở trong vùng. Trong những năm thực dân Pháp còn cai trị, chủ yếu các quan lại cấp phủ và huyện đều dựa vào những người có chức sắc trong bản và dân tộc. Thời kỳ kháng chiến, nơi đây là vùng giang lược, đan sen giữa vùng tề và vùng theo Việt Minh. Do sống trong vùng sâu nên trình độ dân trí còn thấp, đời sống sinh hoạt vật chất chủ yếu dựa vào tự cung tự cấp và tự nhiên. người dân ở đây ra khỏi nhà ngửa mặt là núi, cúi mặt là suối. quanh năm suốt tháng chỉ biết vào rừng săn bắt con cầy, con cáo, lũ gà rừng, con chim, con rúi. trồng lúa trồng khoai. ngọn núi bái cao ngất ngưởng, lúc nào cũng có sương phủ trắng bao quanh. vừa qua dãy núi là sang bên kia, nơi con người cũng mang dòng máu giống nhau, đã nói thứ tiếng nói nước khác đất khác Buổi sáng Khi sương mù còn phủ kín cả bản Cách nhau một bước chân Không nhận ra người Tiếng con gà gáy nhòe hơi nước Khản giọng vì lạnh Thì người phụ nữ đã phải lên nương Lên được đến nương Khi đó sương đã kéo lên tận đỉnh núi Buông cái lù cờ khỏi vai Đưa tay gạt mồ hôi mặt Cái tay đã phải cuốc Cho đến khi lưng thấy mỏi Cái tay thấy nhức Cái áo thấy ướt thì mới dừng để lấy nắm cơm gói ở trong túm lá rong ra ăn. Ấy là bữa trưa. Lúc này ông mặt trời mới vừa ló ra khỏi đám mây, dày như cái nệm chăn bông gòn, bông gạo. Miếng cơm chưa nuốt trôi khỏi cổ, hớp nước đã vào đến miệng, lại đã tay cuốc, tay cào, cho đến tối mò, tối xà, mới quàng cái cà lù trở về tới bạn. Về đến bạn, chui vào nhà, nồi vội cái bếp lửa, nấu xong được nồi cơm bắt canh lùa qua miệng chùi hai bàn chân vào nhau ngả lưng lên cái chõng tre là hai mắt đã dính chặt vào nhau cái ăn cái uống hàng ngày kéo cuộc sống của người dân xuống đất lẫn vào cây ngô cây khoai ngẩng đầu lên đầu ngày khi xương còn mờ nhọ ướt mặt người làm cho đến cuối ngày ngẩng mặt lên đã một màu đen đêm vào một buổi sáng khi lớp sương mù vừa kịp cho mặt trời he hé chiếu vài ba tia nắng xuống vạt đồi cả làng la khê thất kinh khi nghe tin cô lù treo cổ tự tử ở cửa hang ma già làng không kịp tắt bếp rút củi người lớn quăng quốc ngoài nương lũ trẻ chăn trâu ngoài rừng bọn con trai con gái đùm úm kéo nhau chạy về hang ma ngay chính giữa cửa hang cô lù tự quấn sợi dây sắn rừng quanh cổ đầu dây phía bên kia buộc vào gốc cây si mọc thò ra cửa hang. Đám rễ cây si chảy sủ xuê xuống che gần hết hang. Đám rễ cây mà lũ trẻ trâu thường bám vào đó đu mỗi trưa tìm trâu hay xua trâu về nhà. Chùm rễ si phất phơ lắc lư, đầy qua đầy lại, che khuất người cô lù. Ở phía trên, chỗ cái thòng lọng dây sắn rừng thít vào cổ cô lù. Cái đầu của cô lù ngật sang một bên, mái tóc mọi ngày cô quấn giấu trong chiếc khăn đội đầu này đã sổ xuống bám rối và trùng dễ si mắt cô lù trợn tròn xám ngoét miệng cô lù còn ngậm cái lưỡi bị đùn ra thầm như miếng thịt trâu bám vào cái đầu lưỡi thâm đấy là cả một bầy nhạng bu đen ở phía dưới sợi dây cuốn qua cổ là một cái tân cô lù thả xù xê thõng thượt hai cánh tay cô lù buông xuôi dọc theo thân người bàn tay cô cong cong như bàn tay khỉ hai bàn chân của cô lù thẳng đuẩn đuẩn trúc xuống dưới từ các đầu ngón chân ngón tay nước vàng từ người cô chảy ra nhỏ từng giọt tóc tách rơi xuống cặp váy của cô bể xuống vướng vào hai bên hông chiếc áo cò tớn lên làm chật ra cái bụng của cô có những lỗ thủng mà nước từ trong thỉnh thoảng lại ộc ra chảy xuống cái váy rồi rơi xuống nền đất mặt cửa hàng phía đất dưới cửa hàng thẳng chỗ cô lù treo mình rồi bu đen đặc như bầy ong mỗi lúc có ai rẽ đám cây si đến gần để xem xác cô lù lũ ruồi chả khác gì bầy ong động tổ nhào nhau bay ra ngoài người cô chỗ bụng chật trắng hiếu như cái da con lợn bị dội nước làm thịt từ chỗ các lỗ thủng ở bụng cô các con bọ vón cục thỉnh thoảng lại rơi xuống chỗ nước làm bầy ruồi nhau bay tiếng ao ao của bầy nhặng vỗ cánh nghe ai oán thổn thức nức nở từ trên người cô lù cái búi giỏi rơi xuống chạm mặt vũng nước lẹt bẹt khi rơi xuống đất đám giòi bọ lại sụp mình vào vũng nước vón cục có nhiều con bò ra cả bốn xung quanh chúng bò ra xa một đoạn rồi lại lần tìm theo vệt nước quay trở lại vũng nước từ người cô lù nhiều xuống mùi tối giữa khẳm khắm từ người cô lù thoát ra mùi từ vũng nước vàng của bầy ruồi Hát lên tanh nồng sặc sụa chuyện cô lù treo cổ chết ở hang ma đã xảy ra lâu lắm rồi cô lù chết từ bao giờ không ai biết tô hồng dân cũng như anh em cán bộ chiến sĩ ở trong đồn chỉ nghe người dân trong bản nói lại kể lại rồi cả chuyện cô lù chết về bắt dân làng chết theo cũng là chuyện mà mọi người chỉ được nghe mà không được thấy. Mọi người chỉ biết rằng khu vực núi bái, cánh rừng ở chân núi không có mấy người dám ra vào săn bắn hay trồng cấy gì. Này không biết từ đâu người xung quanh núi bái lại rộ lên chuyện hang ma có ma. Người dân ở bản La Khê lại rục dịch đưa cả nhà đi tránh, bỏ bê ruộng nương cho cỏ mọc. Sau khi đã lật dở lại hồ sơ trong khu vực, trưởng ban trinh sát tô Hồng Dân cho gọi A Lò và Tự Kim lên phòng làm việc. Anh cũng cho gọi trưởng đội trinh sát địa bàn để trực tiếp báo cáo. Đợi mọi người ngồi xuống ghế, tôi Hùng Dân hỏi ngay: Với đồng chí có nghe thấy tin tức tình hình gì đang xảy ra ở trên địa bàn núi Bái, khu vực bản La Kê không? A Lò và Tự Kim đưa mắt nhìn đội trưởng đội trinh sát. Ra ý chưa hiểu trưởng ban trinh sát hỏi gì. Báo cáo trưởng ban trinh sát. Anh em ở cơ sở báo về vẫn bình thường ạ à? Trưởng ban có vấn đề gì cơ Nghe thế Trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân Đập tay xuống bàn và cáu Các đồng chí nói bình thường Là bình thường thế nào Hãy nói cho tôi biết Cách bình thường của các đồng chí đi Nói tôi nghe xem nào A Lò và Tự Kim Và đội trưởng đội trinh sát mặt đỏ bừng Mọi người biết Khi trưởng ban trinh sát hỏi thế Là thế nào cũng có chuyện xảy ra nhưng trong lòng chưa biết là ý tưởng của ban trinh sát hỏi về vấn đề gì. Các đồng chí nói tôi nghe, tình hình địa bàn có xảy ra chuyện gì không? Lúc này thì mọi người đã hiểu rõ ý của tổ hồng dân. A lò và tự kim nháy mắt, ra hiệu đội trưởng đội trinh sát nói trước. Báo cáo trưởng ban, địa bàn báo về là cơ bản không có gì lớn, tình hình an ninh cơ bản ổn định. Thế đồng chí có biết dân ở bản La Khê đang dục dịch bồng bế chồng con gia đình đi không? Dạ, có biết. Biết mà địa bàn vẫn cơ bản ổn định là sao? ha báo cáo trưởng ban không để cho đội trưởng đội trinh sát nói hết. Tô Hồng Dân lúc này thực sự thấy bực mình. Tô Hồng Dân nhìn sang phía A Lò và Tự Kim. Thế hai đồng chí có biết chuyện gì không? Nghe trưởng ban trinh sát hỏi, cả A Lò và Tự Kim lúng búng. Chuyện dân bản La Khê dục dịch bỏ đi theo chúng tôi được biết là do có tin đồn hàng ma có ma dân sợ hãi lại xảy ra như trước thế các đồng chí có biết từ đâu ai là người tung tin này không dạ chúng tôi mới chỉ nghe nhưng chưa xác minh được thế đến bao giờ xác minh được mai ngày kia hay là sang năm hay là thôi cái gì xảy ra cũng chỉ để mà không cần làm không cần điều tra xác minh đến lúc này thì cả a lò và tự kim Cùng đội trưởng trinh sát địa bàn đã đoán ra Việc hàng ma có ma Việc người dân La Khê bỏ bản đi Không còn là chuyện nhỏ nữa Mà đã thành chuyện lớn Sự việc như vậy Mà khi hỏi cán bộ chiến sĩ trả lời chung chung Nên Tô Hồng Dân Thực sự khó chịu Tô Hồng Dân thấy bực bội Ở trong người Nỗi bực tức không kịp giữ được Bộc lộ ra ngoài Chỉ tay thẳng vào mặt cả ba người Tô Hồng Dân nói mà như quát Ngày mai, cả ba đồng chí phải đi xác minh cụ thể. Phải kết luận cho tôi rõ. Ai? Ở đâu ra? tung tin là hàng ma có ma. Dân bản bỏ đi có phải vì tin này không? Có bao nhiêu nhà đã đi? Bao nhiêu nhà sắp đi? Bao nhiêu nhà còn ở lại bản? Đã làm cái thằng công an ấy. Cái gì chỉ hơi khác bình thường là phải nắm ngay. Phải có kết luận ngay. Nắm thật chắc chắn đến gốc rễ Cứ ậm ở rồi có ngày thổ phỉ nó mang mìn vào tận đây nó đặt mang súng vào tận đây nó bắn lúc đó rồi mới biết đằng này tình hình gần như rối tung lên mà còn bình thường với chả cơ bản nói đoạn tô hồng dân ngồi phịch xuống ghế cả ba người còn chưa hết bàng hoàng đứng chôn chân ở bên bàn các anh không đi làm ngay còn đứng đực ra đấy làm gì hả dạ báo cáo trưởng ban báo cáo cái gì nữa lúc nào cũng chỉ báo với cáo làm thì như đĩ chơi răng mặc báo cáo cho lắm vào a lò và tự kim cùng đội trưởng trinh sát vội đi nhanh ra ngoài đi như chạy nhìn theo bóng ba chiến sĩ thuộc quyền lòng tô hồng dân buồn rười rượi linh tính mách bảo chuyện hang ma có ma chuyện dân bản la khê bỏ đi không chỉ đơn thuần là tin đồn không hẳn là sự lo lắng sợ sệt đằng sau nó là vấn đề hệ trọng mà bây giờ Tổ Hồng Dân chưa thể đọc tên nói rõ ra bản chất của nó được. Nó là cái gì? Hình thu của nó ra sao? Tất cả còn nằm trong bóng tối. Chuyện cô lù treo cổ chết ở hang ma vì ai? Vì cái gì? Thì dân làng La Khê chẳng cần phải ai nói cũng biết. Chuyện cô lù thích thằng lành ngủ với thằng lành có chữa rồi nó bỏ trốn đi đâu biệt tâm biệt tích Thì cả bạn đều biết Tục làng nó thế Trai gái thích nhau cứ thích Yêu nhau cứ yêu Cho nhau cứ cho Nhưng không được để có con Con cái là của trời Có rồi phải sinh phải nuôi Không sinh được không nuôi được thì phải chết Nếu không muốn chết thì bỏ làng mà đi Làng bạn không có người như vậy Nếu bạn nào có kẻ đó Thì bạn sẽ phải chịu trời phạt Làm cho đói khổ chết chóc Nếu không chết cũng ốm quạch ốm quẹo bệnh tật đều bám suốt đời cô lù vì yêu thằng lành thích thằng lành cho thằng lành cái sinh con của mình nhưng nó lại bỏ bản đi thì cô lù phải tự tìm đến cái chết thôi bản không thương bản không tiếc nhưng người như thế không phải là người của bản nó là của con ma rừng đầu thai vào người mà thành nó chết đi càng không phải bắt tội người bản được bản cũng không lạ gì nhà thằng lành Ông thằng lành là thầy mo của cả khu rừng bên chân núi bái. Ông nó đêm đêm ngày ngày đi cúng cho nhà ai có bệnh, có hạn, có lễ. Khi đi tay không, nhưng khi về đã có gà cắp nách, có dê kéo tay, có lợn nhốt trong rọ, có bạc dắp cặp quần. Vì ông nó kiếm được nhiều tiền, lấy được nhiều lợn, nhiều gà, nhiều dê của các nhà có người bệnh, mà trong nhà ông nó lúc nào cũng có gà đầy sân, lợn đầy vườn, dê khắp núi. Nhà ông nó là nhà giàu có nhất nhì trong vùng núi bái. Đứng từ trên đỉnh con cóc, đưa mắt nhìn xa, khi nào không thấy người, không rõ cây mới hết đất của nhà ông nó. Vì nhà ông nó giàu thế, nên khi quân Pháp đưa lính lên đây, cũng phải vào xin ông nó đất để xây dựng trại cho lính ở. Thằng quan hai ngày nào cũng có mặt ở nhà ông nó uống rượu, ăn thịt thú rừng và chơi gái bạn. Ông nó thích đứa con gái nào là đưa nó về phải làm vợ lau chân rửa mình ôm ông nó ngủ cho không lạnh đứa con gái của bạn nào mà lấy được con cháu nhà ông nó là có khác gì con chuột tìm được cái hang để ở mà cái hang này lại có nhiều thóc còn hơn cả tìm được các đọn lúa treo trên các bếp cũng chính vì thế mà vợ chồng ông nó đông hàng đàn con nhiều hàng đống con cháu chắp dòng họ nhà nó đông như cỏ dại cỏ dại nhà nó vương vào đâu là ở đó nảy mầm ăn sâu bám rễ mọc nhanh chẳng mấy chốc lại đã thành rừng hết đời ông lại đến đời bố nó bố thằng lệnh cũng làm thầy mo bố nó có khuôn mặt của rơi tay của khỉ chân của loài cáo nhưng cái con giống thì lại của loài ngựa loài sơn dương người ở trong bản trên xóm dưới sợ bố nó hơn sợ cọp bố nó còn thuê cả lính về ở canh gác vòng trong vòng ngoài. Bố nó làm nghề thầy mo, thầy cúng, nhưng người trong bạn thấy bố nó chẳng mấy khi ở trong vùng. Bố nó thường xuyên sang bên kia buôn bán với người bên kia biên giới. Đã có nhiều người theo bố nó sang bên kia biên giới, nhưng người ở trong bạn không thấy trở về bạn bao giờ nữa. Người trong bạn kháo nhau, hình như bố nó buôn bán bạch phiến với người bên kia biên giới. Đúng sai ra làm sao, không biết nhưng bố nói chỉ cần nghe phong phanh thôi rằng người nọ người kia nói thế này thế khác chỉ một thời gian sau đó đã không còn thấy mặt người đó ở trong bản nữa sống đầy đọa còn khổ gấp trăm nghìn lần chết nhanh nhưng vì cái sống vì muốn thân xác và người nhà không chịu cảnh đầy đọa nên ai cũng im lặng chẳng dám nói xa nói gần cái sự mưu sinh nó trói buộc con người ta vào trong vòng cương tỏa vô hình của bố thằng lệnh đưa ra từ ngày ông nó mất bố nó lên thay cai quản cơ ngơi tài sản thì đất nhà nó càng rộng người ăn người ở nhà nó càng đông châu bò thì đầy rừng lợn gà nhà đó đếm mỏi mồm chưa hết đi đến đâu làm cái gì từ hòn đá trên núi con cá dưới khe đến cái cây mọc bên lối đi bãi phân trên vách núi cũng là của nhà thằng lệnh cả của cải nhà nó không để đâu cho hết được. Sau khi làm cho cô lù có chữa, cái bụng cứ to đẩy ra, ảnh ảnh, ọc ạch, thì thằng lệnh tìm đường trốn mất tích. Cô lù vì sợ già làng bắt phạt, phải ra cửa hang treo cổ. Cô treo cổ, chết thối trên cây. Cái bụng có đứa trẻ bị giỏi ăn nhùng nhúc. Câu chuyện cô lù chết, được người già lấy làm câu chuyện dân dạy con cháu. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác. Câu chuyện được kể từ xó bếp đến chân cầu thang, theo mồ người lên nương vào núi. Thói đời, câu chuyện qua miệng người nó như cái cây, chỉ từ một cái hạt nhỏ tin hin bằng móng tay, bắt dễ vào đất, mọc mầm, nảy lá, rồi cứ thế bám sâu vào dễ, vào đất mà lớn lên. Qua gió, câu chuyện một sinh mười, qua đất, câu chuyện sinh ra một trăm, nhưng qua miệng người thì nó sinh ra hàng nghìn, hàng vạn câu chuyện khác. Nó như cái cây mọc rễ, rồi từ một cây thành hai, từ hai thành bốn, bốn cây thành mười sáu. Cứ vậy, chẳng mấy chốc nó đã thành rừng, chung kín cả vùng núi, chung kín cả người. Nếu câu chuyện mà lại qua miệng kẻ ác, thì nó nhiều lắm, nhiều vô kể, chặt không hết, đếm không hết, nhiều vô thiên dụng. Lúc ấy, nó chẳng khác gì một cơn gió độc luồn lách, chui rúc đến tận xó bếp góc nhà chuồng lợn chuồng gà nó bám cả vào từng chân lông của lũ dê tả trên núi chuyện cô lù treo cổ chết ở cửa hang ma cũng vậy nó qua miệng người qua bao nhiêu năm qua bao nhiêu tháng người nghe không còn biết đâu là thực đâu là giả u u minh minh như rừng như đất như người lũ trẻ lớn lên thành người lớn người lớn già đi thành đất thành cát chuyện cô lù treo cổ chết ở hang ma có thật hay không thì có trời mới biết đất biết bởi cho đến bây giờ người trong bạn quanh chân núi bái có hỏi người già rằng cô lù người ở bản nào cô có sinh hay không cha mẹ là ai chịu chỉ tay lên núi lên kia mà hỏi thần rừng thần rừng biết đấy thần rừng thần đất nói lại cho mà nghe nhưng mọi người tin tin chứ cô lù bị thằng lành nó làm cho cái bụng to lên cũng vì tham nhà nó giàu Cái tai ham nghe lời nó nói Tiếng nó nói như con chim hót Thì cô lù chết mê Chết mệt là phải thôi Bọn con gái bây giờ cũng thế cả Nó không chịu nhìn bằng mắt Chúng nó chỉ thích nhìn bằng tai thôi Con chó sói ngoài rừng Khôn thế, liều lĩnh là thế Mà cũng chết vì bà đấy thôi Cái bà làm có mùi thơm Nên cái mũi nó ngửi chỉ thấy thơm Mà con mắt có nhìn thấy cái cạm Người gài ở bên dưới đâu tai thính nhưng không biết phân biệt tiếng động độc mũi thính chỉ thấy người thấy mùi thơm mà không ngửi thấy mùi thuốc độc mắt sáng nhưng không nhìn ra cái ác cái chết ở bên trong thì chết thôi thì bị bắt làm thịt thôi trách ai được mắng ai đây có mắng thì hãy mắng mình ngu vậy già làng kể chuyện bao giờ cũng nói thế mà tự kim và a lò vừa nghe giả bạn vừa vội vàng ghi chép vào cuốn sổ tay. Câu chuyện cô lù chết nếu theo giả bản kể cũng khó mà xác định được thực hư như thế nào. Nhưng có thực là nhà thằng lành như thế không? Nhà thằng lành có bao nhiêu người? Tại sao thằng lành lại bỏ nhà đi? Nó đi đâu, làm gì, đi từ bao giờ? Trước kia thằng lành là người như thế nào? Có nghĩa là phải hỏi cho rõ tất cả, rồi hang ma nữa, phải lên hang ma lên tận nơi xem cái hang đó như thế nào, có đúng là hang ma có ma không. Nếu không có ma thì cái gì phát ra lửa đêm đêm. Sau một lúc đắn đo tính toán, A Lò và Tự Kim đã quyết định phải lên xác định hang ma trước, xong việc trên hang ma sẽ đi xác minh thân phận của thằng lệnh. Vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, tiêu tiêu ngủ, Tiểu tá Trịnh Toàn đã nghe tiếng kẻ báo tức, ông choàng dậy mặc quần dài rồi đi xuống dưới sân cùng tập thể dục với anh em cán bộ chiến sĩ. Ông đưa mắt nhìn quanh. Chính trị viên Song Hoa cũng đã đứng đầu ở hàng phía bên phải, đang cùng anh em cán bộ chiến sĩ dàn hàng đội hình để tập thể dục. Đợi cho sĩ quan trực ban điều hành tập xong ba bài võ thể dục, thiếu tá Trịnh Toàn đi nhanh về phía chính trị viên Song Hoa. Chính trị viên Song Hoa cũng nhận ra chỉ huy trưởng đang đi về phía mình, ông đứng lại có ý chờ đến bên chính trị viên Song Hoa Tiêu tá Trịnh Toàn nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe ăn à sáng xong anh đến phòng tôi tôi có việc muốn trao đổi nhìn nét mặt của chỉ huy trưởng chính trị viên Song Hoa biết có chuyện gì quan trọng là con người thẳng thắn bộc trực nên ông biết chỉ huy trưởng nếu có việc quan trọng là rất khó giấu khi có những việc quan trọng Trịnh Toàn thường mất ngủ chỉ nhìn vào hai mắt là song hoa có thể đoán được Tối qua đã có việc gì xảy ra Đêm qua anh lại không ngủ à Vâng tôi không ngủ được Tôi cũng định gọi điện mời anh sang phòng tôi Ngay tối hôm qua Thế sao anh không gọi tôi Tối qua tôi cũng có ngủ được đâu Thôi anh cứ đi ăn cùng với anh em Xong rồi đến tôi cũng được Tôi cũng phải ăn miếng gì lót bụng Chứ tối qua thức khuya quá Không có gì đấm bụng Bây giờ cũng là xót ruột đây Nói đoạn trịnh toàn đi nhanh về phòng đứng nhìn theo dáng đi của chỉ huy trưởng song hoa tự nhiên thấy nhói đau ở vùng ngực anh vươn tay lên cao hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra anh cứ làm như thế 4 năm lần rồi thư tạ đi về phòng nghỉ của mình trưởng thành từ người lính tham gia nhiều chiến dịch trong chiến tranh vệ quốc lòng nhiệt tình cách mạng có thừa nhưng trịnh toàn lại quá nóng nảy ở ông nhược điểm lớn nhất có lẽ là quá lo lắng cho công việc. Trách nhiệm với công việc là cần thiết của người lãnh đạo, chỉ huy. Nhưng nếu lúc nào cũng sôi lên rùng rục như nồi nước sôi, thì có khi lại hỏng việc. Ở trịnh toàn, khi có công việc là chỉ muốn làm ngay, làm cho xong. Ông luôn ở hai thái cực của lòng tốt và sự kiên quyết. Chính trị viên song hòa biết, để công việc trôi chảy và có đủ độ chín, không ai khác, ông sẽ phải là người điều chỉnh trước khi về nhận nhiệm vụ ở đơn vị chính ủy ban công an nhân dân vũ trang trung ương cũng đã cho gọi ông lên phòng để trao đổi riêng chính ủy cũng có nhắc nhở ông về việc phải điều chỉnh và giữ được mối quan hệ đoàn kết mật thiết giữa chỉ huy và chính trị ông thân mật bảo ban công an nhân dân vũ trang trung ương tin tưởng cậu nên mới đưa cậu về phụ trách chính trị ở đơn vị yên hưng trịnh toàn là người có tài năng năng nộ nhiệt huyết nhưng tính tình rất nóng nảy là người chỉ huy nóng nảy là cần thiết nhưng quá nóng nảy là hỏng việc đấy ông cười nhỏ nhẹ về làm cùng với trịnh toàn bao giờ hai người cãi nhau nhớ gọi điện cho mình nhé cũng trưởng thành từ người nông dân khoác áo lính chính trị viên song hoa biết mình phải làm gì muốn anh em cán bộ chiến sĩ làm việc tốt thì phải yêu thương anh em cán bộ chiến sĩ song hoa vẫn nhớ đinh ninh Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng Cán bộ là cái gốc của công việc Công việc thành hay bại Cũng đều do cán bộ mà ra Trước khi chia tay chính ủy Về nhận nhiệm vụ Sòng Hòa cũng đã hứa với chính ủy Sẽ xứng đáng với niềm tin cậy Của Ban Công an Vũ Trang Trung ương Cũng như niềm tin Và tình cảm của chính ủy gửi gắm thấy Trịnh Toàn sáng ra Đã nói với mình như vậy song Hòa biết có chuyện quan trọng Sống với nhau công tác với nhau, thường xuyên bàn bạc trao đổi công việc, nên với Trịnh Toàn, Song Hoa chỉ cần nghe giọng nói, chỉ cần quan sát nét mặt, thậm chí chỉ cần qua thái độ biểu đạt của giọng nói là đã có thể đoán được mức độ quan trọng của câu chuyện mà hai người sắp nói với nhau. Ngày đầu tiên khi Song Hoa bước chân về đến đơn vị, vừa trông thấy nhau, Trịnh Toàn đã nói: Anh về đúng lúc lắm tôi đang đau đầu về chuyện đơn vị ở trên nhà tròn đây nếu anh không mệt ta có thể ngồi trao đổi luôn vừa chân ướt chân giáo về đến đơn vị chưa nắm được tình hình chung cũng như đặc thù của từng đơn vị đơn vị nào yếu gì mạnh gì con người công việc chỉ huy cán bộ chiến sĩ ra sao ngay chuyện ăn ở sinh hoạt tác phong thái độ nhận thức của anh em cấp dưới như thế nào ông cũng chưa nắm được chuyện riêng tư tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ yêu cầu ông phải nắm chắc có nắm chắc thì ông mới có thể quản lý giáo dục cho anh em được biết là nếu có ngồi nghe cũng chỉ ngồi nghe nhưng nếu vừa về mà không ngồi lại khi được đề nghị thì cũng bất nhã chính trị bên sông hoa nhún nhở vâng có chuyện gì thế anh mấy thằng ở đơn vị nhà tròn suốt ngày lên đòi đi vào nam chiến đấu tôi nói mãi không được anh về rồi xem có cách nào trị cho cánh này một trận biết là trong chiến trường cần những ai cũng cứ đòi đi thì ở ngoài này để cho chó nó trông coi sao mặc dù chưa có lấy một ngày công tác ở đơn vị nhưng Sòng hòa biết tâm tư chung của tất cả anh em trong đơn vị hiện nay là như vậy từ ngày thành lập lực lượng đến nay tâm tư của anh em cán bộ chiến sĩ vẫn còn những lan tan suy nghĩ Chuyện lan tăn này là đáng mừng chứ Có gì quan trọng đâu mà lo Cả nước đang sụp sôi khí thế cách mạng Các thế hệ thanh niên nô nước lên đường Tham gia đi theo cách mạng Ngay bản thân ông Cũng đâu có muốn ở lại hậu phương như thế này Nhưng vì nhiệm vụ của cách mạng giao Vì sự nghiệp chung Nên ông phải chấp nhận Để giảm hòa trong người trịnh toàn Ông nhẹ nhàng Vâng Anh cứ để đấy rồi tôi sẽ trao đổi với anh em sau. Chưa thể để ông nói hết câu, Trịnh Toàn đã sồn sồn lên. Anh nói thế thì chờ đến bao giờ? Tụi này cứ gọi lên quạt cho chúng một trận, suy bì với trả suy bì, vớ vật, lập trường giai cấp để đâu không biết. Đã được chính ủy ban công an nhân dân Vũ Trang nói cho biết trước nên trong hoa thấy bất ngờ, nhưng thực bụng ông cũng thấy khó chịu làm gì thì làm Cũng phải để ông có thời gian Nắm bắt tâm tư nguyện vọng chung Rồi mới làm chứ Biết thế nên sao hoa điểm tĩnh Nói nhỏ nhẹ để yên lòng trịnh toàn Tôi được rồi Anh để ngày mai Tôi sẽ xuống đơn vị Gặp gỡ mấy tay ngang ngạnh cho anh Anh cứ yên tâm đi Chuyện đó để tôi lo cho Được rồi Anh muốn làm gì thì làm Nhưng mà không làm cứng Là tội này nó lại càng làm quá lên Nát bét đơn vị đấy Tôi là tôi cứ gọi lên Bắt viết bản kiểm điểm là im hết Người cách mạng là phải nhận bất cứ nhiệm vụ gì Và hoàn thành xuất sắc Nghe tin có anh về Nên tôi còn để lại cho chưa gọi lên đấy Thôi được Anh cứ để chuyện này tôi lo Nói đoạn Song Hoa cười vui vẻ Anh định cho tôi ngủ ở đâu đây Cho tôi rửa mặt đã chứ Hôm sau ông xuống ngồi trao đổi với anh em cán bộ chiến sĩ mọi việc lại đâu vào đấy biết tính trịnh toàn xuống bếp ăn bội lưng cơm xong hoa đi lên phòng chỉ huy trưởng sau khi đã xuống bản la khê để nắm lại tình hình và nghe người dân quanh vùng kể về câu chuyện thời gian gần đây xảy ra ở trên hang ma gặp gỡ các già làng để nghe các già làng nói cho hay về những gì mà già làng biết về hang ma Tự Kim và A Lò quyết định tìm đường lên tận hang ma để xem thực tế. Đứng từ xa nhìn lại, núi bái trông như con chăn đang trườn mình săn mồi. Mỏ núi ở phía đông trông chính diện, không khác gì con rắn hổ mang chúa đang ngoác miệng, banh cổ cong lên trong tư thế mổ. Cú mổ quyết định tiêu diệt con mồi. Càng đến gần, núi bái trông lại giống con voi nằm phủ phục. Bái vọng về phía biển, theo truyền thuyết kể lại vùng núi bái ngày xưa nguyên là vùng đầm lầy đây là nơi sinh sống chủ yếu của các loài thân giáp trong đầm lầy có rất nhiều rắn và cá sấu vào một năm trời làm hạn hán cả khu đầm lầy khô nẻ cây cối chết khô những người dân ở quanh vùng lúc đó có thể đi ra đầm lầy lấy cây khô về làm củi vì đầm lầy khô hạn không còn chỗ trú ẩn các loài cũng theo nhau đi dần về phía biển dưới lúc đó có một ổ rắn chúa vừa mới nở vì mới sinh nên đàn rắn con không thể theo đàn ra đi nên con rắn chúa đành phải ở lại cùng các con chịu cảnh chết dần chết mòn khi sức đã tàn lực kiệt vì nắng nóng hạn hán đói khát thì con rắn hổ mang chúa lại gặp cảnh một đàn quạ đi kiếm ăn trên các xác thối đàn quạ phát hiện thấy tổ rắn tưởng là đã chết chúng xả xuống để bảo vệ đàn con Con rắn chúa cố vươn người lên Lấy hết sức để bảo vệ Thấy con rắn to quá Quá hung dữ Và nếu tấn công sẽ gặp nguy hiểm Bầy quả bay đi tìm thức ăn Trên các thân xác đã chết thối khác Chính cái cố gắng cuối cùng Để bảo vệ đàn con của rắn chúa Đã vắt kiệt chút sức lực Còn lại cuối cùng của nó Con rắn chúa chết Trong thế vươn cổ bệnh mang năm tháng qua đi chỗ đất hình con rắn chúa gượng sức cứu đàn con của nó đã biến thành dãy núi chúa cái hang ma chính là miệng con rắn hổ mang chúa đầu nó vẫn hướng về phía bầy đàn kéo nhau xuôi xuống biển lại có chuyện khác kể rằng vùng núi bái ngày xưa là cánh rừng rậm trong rừng có rất nhiều loài thú nói được tiếng người cùng chung sống năm đó các loài muông thú đang sống vui vẻ hạnh phúc quây quần bên nhau thì có một bầy khỉ ở đâu kéo đến bầy khỉ đi đến đâu phá phách và trêu ghẹo trộm cắp của cải tài sản của các loài muông thú khác ở chỗ đó hoa quả bầy khỉ hái ăn không hết ném rụng đầy rừng chúng còn kéo nhau vặt lá bẻ cành chất đầy mặt đất cây cối trơ trụi đất trơ ra mặc cho mưa sói nắng nung cả cánh rừng đang thanh bình bỗng chốc trở nên tiêu điều sơ sắc, có nguy cơ trở thành hoang mạc vì sự phá phách của bầy khỉ mà đã có nhiều loài bỏ rừng để tìm đến một vùng đất mới để bảo vệ cánh rừng bảo vệ cho các loài khác đang chung sống các loài muông thú ở trong khu núi bái mở đại hội để bầu thủ lĩnh đứng lên dẹp bầy khỉ phá hoại trong tất cả các loài sinh sống ở trong vùng chỉ có voi là to lớn hơn cả voi được cả bầy đàn và các loài muông thú trong khu rừng bầu làm thủ lĩnh vì voi cả tin vào cơ thể của mình Nên không nghĩ bầy khỉ mới đến Là những kẻ mưu mẹo Và đầy gian dạo Biết được các loài muông thú ở trong rừng Đang tìm cách đánh đuổi Dòng giống nhà khỉ ra khỏi cánh rừng Bầy khỉ đã đào sẵn một cái hố Mới sáng sớm Khi sương còn chưa tan Thì bầy khỉ đã đến khiêu khích tuyên chiến Voi thủ lĩnh lao ra Lũ khỉ vừa đánh trả Vừa khiêu khích trêu trọc voi cứ một mình tà sung hữu đột giữa bầy khỉ vừa đánh lũ khỉ vừa dạ thua rút chạy về hướng cái hố đã đào sẵn chủ quan khinh địch voi sai chân xuống hố đúng lúc đó bầy khỉ kéo cả đàn cả đống đến để tấn công lúc ấy voi to lớn và hùng dũng đến đâu cũng đành bó tay chịu chết lũ khỉ thi nhau cắn vào đầu voi chiếc đầu to lớn của voi thủ lĩnh chẳng mấy chốc bị bọn khỉ đột cắn gọn khi nghe tiếng voi bị tấn công gầm lên, muôn loài muông thú chạy ra ứng cứu, thì con voi thủ lĩnh của muông thú trong cánh rừng đã bị lũ khỉ thả mất cái đầu đi. Vì thương tiếc người thủ lĩnh, các loài muông thú đã khuôn đá về đắp mộ cho con voi thủ lĩnh. Đối bái chính là ngôi mộ của con voi thủ lĩnh khi xưa. Hàng ma chính là thân voi mà qua năm tháng đã tạo nên. Tên núi Bái cũng có ý là lòng ngưỡng mộ của môn loài muôn loài muông thú nơi đây với voi thủ lĩnh. Và cũng chính vì thế mà hang ma trông có hình con voi phục. Núi Bái có tên là núi voi phục. Những ngày trước cách mạng, cả khu rừng này thuộc đất nhà Phan Lệnh. Núi Bái cũng là đất nhà Phan Lệnh. Sau này khi quân Pháp lên đây vì rừng rậm và có nhiều loài muông thú độc nên bọn lính cũng chỉ dám đóng quân ở chân núi quần quanh nhà ông nhà bố phan lành chỉ đến khi cô lù treo cổ tự tử ở cửa hàng cái miệng bành rộng của con hộ chúa khi xưa có tên hang ma bắt đầu từ đó và cho đến lúc đó người làng mới dám bước lên khu rừng này nghe già làng kể cho nghe câu chuyện về sự tích hang ma tự kim và a lò quyết định lên núi bái để khảo sát thực tế hang ma Men theo bìa rừng Tự Kim và A Lọ đi lên Đặt từng bước chân lên lớp lá rụng Ngài ngái mùi ải mục Thỉnh thoảng lại có tiếng đập cánh hoảng hốt Của những chú chim bị đánh động bay lên Tiếng chăn gió quăng mình trên cây Những thân cây mốc Bám xanh từ gốc lên ngọn Những cảnh tầm gửi rụ Xuê xuống la đà trên mặt đất Hơi nước hơi sương Hơi lá cây mục hoang hoài Ngồi nghỉ bên hốc đá Tự kim đưa ống tay quyệt mồ hôi Tự kim đưa mắt nhìn A lò A lò hai tay ôm khẩu súng CKC ở trong lòng Mắt nhìn lên tán lá Đàn sen giữa các thân cây Những tấm mạng nhện nhằng nhịt To như cái nong cái nia. Nằm giữa mỗi tấm mạng nhện đó Những con nhện to như ngón chân cái Đèn chuỗi Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua Những tấm lưới được trúng dệt Lại phập phồng, phập phồng phan lệnh ngồi trên đỉnh con cóc đưa mắt nhìn phan lệnh tiếc một thời cha mẹ và phan lệnh đã sống cả khu đất rừng nhìn hết tầm mắt trước đây là của nhà phan lệnh những ngày mà mọi người chỉ cần nghe tên phan lệnh đã phải cúc cung tận tụy phục vụ phan lệnh đã vào lọt được đúng như kế hoạch của cấp trên nhiệm vụ của phan lệnh bây giờ là làm sao móc nối xây dựng được một hệ thống giúp việc nếu cứ theo những gì Phan Lệnh để huấn luyện và đào tạo, thì những người như Phan Lệnh nhắm đến đầu tiên phải là người nhà, bạn bè và có họ hàng thân thích. Nghĩ là vậy, nhưng Phan Lệnh vẫn sợ thời gian làm cho con người ta thay đổi lòng dạ. Ở đời Phan Lệnh cũng đã được chứng kiến nhiều chuyện như vậy. Người đời vẫn cứ bảo, khuyển mã chi tình. Phan Lệnh nghĩ, ấy là người xưa nói thế thôi, chứ chỉ cần đổi chủ là một thời gian sau con chó cũng sẵn sàng cắn xé chủ cũ nếu chủ mới ra lệnh con ngựa cũng không còn nghe lệnh của chủ cũ phan lệnh biết xét cho đến cùng thì cũng chỉ vì miếng ăn mà ra cả sự trung thành hay phản bội cũng bắt nguồn từ miếng ăn cái áo mặc loài thú còn thế thì với phan lệnh con người còn đáng sợ hơn muốn móc nối sử dụng được phan lệnh phải kiểm tra và thử tách. Nhưng kiểm tra như thế nào, móc nối lại ra sao thì phan lệnh còn chưa biết phải làm từ đâu và bắt đầu từ chỗ nào. Phan lệnh tiếc cuộc sống một thời, cũng không thể nào quên được cái chết của bố. Phan lệnh quyết đòi lại sự công bằng. Cứ mỗi khi nghĩ đến bố là lòng phan lệnh lại sôi lên. Phan lệnh đã tự nhủ lòng mình, phan lệnh phải báo thù được cho bố. Phải lấy lại được mảnh đất Mà cha ông đã có Phan lệnh nhớ đến những chiều lão tàng Đưa Phan lệnh vào rừng Nhớ lão tàng đưa vào săn thú Tất cả mọi cái sống Trên vùng đất này của nhà Phan lệnh Kể cả mấy đứa con gái dưới bàn Nếu Phan lệnh thích Là Phan lệnh có thể bắt về làm vợ Bất cứ lúc nào Có một lần Theo bố đi cúng trên đường đi Bố Phan lệnh lấy tay khoát một đường ngang mặt bố bảo với phan lệnh rằng tất cả sẽ là của phan lệnh sau này với cơ ngơi tài sản này phan lệnh sẽ được làm vua ở xứ yên hưng mảnh đất yên hưng sẽ là của dòng họ nhà phan lệnh phan lệnh không nghĩ được chuyến trở lại của phan lệnh lại thuận chiều xuôi gió như thế này phan lệnh nhớ lắm nhớ không thể quên được hình ảnh bố của phan lệnh thắt cổ tự tử ở chiếc xà nhà của gia đình không nghĩ đến thì thôi mỗi khi nghĩ lòng phan lệnh như có lửa đốt phan lệnh căm thù tất cả lúc nào trong lòng phan lệnh cũng chỉ ngùn ngụt, ngụt ngọn lửa vì đâu mà phan lệnh nên nồng nỗi này vì đâu mà bố phan lệnh phải thắt cổ mà chết phan lệnh muốn tìm lại mảnh đất này để giết chúng nó để trả thù cho bố lòng nghĩ như thế nhưng có lúc phan lệnh tự hỏi xem vì sao lại có chuyện xảy ra như thế có phải vì bố phan lệnh đã làm những chuyện như những gì mà lão mai và lão dung nói không lòng phan lệnh dối như tơ vò đang ngủ phan lệnh nghe có tiếng gọi cậu ơi cậu ông cho tìm cậu phan lệnh nằm nghe như tiếng lão tảng kệ phan lệnh cứ nằm ườn ra tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập tiếng gọi như thúc vào tai đạp cửa cái rầm phan lệnh bước ra cửa thì không ai khác đúng là lão tạng thật lão đang đứng khép nép bên cửa hai tay giấu vào đầu gối lưng còng còng cái cổ cúi xuống thân xác lão to như con bê che chắn hết cả một chỗ có việc gì mà gọi lắm vậy dạ ông cho gọi cậu ạ có việc gì dạ con không biết nói tao đang ngủ dạ Ông bảo phải gọi cậu dậy Và bảo cậu phải lên ngay Ông chờ Cứ về phòng đi Rồi tao lên Dạ vâng Nói xong Phan Lệnh lại chui vào phòng nằm ngủ Lão Tảng vẫn hai tay Giấu giữa đầu hối Đầu cúi xuống đứng chờ Lão Tảng đợi một lúc lâu Vẫn không thấy Lệnh ra Lại cất tiếng gọi Cậu ơi Cậu dậy đi Ông cho tìm cậu Lần này bước ra Nét đặt Phan Lệnh khó đăm đăm, rõ ghét trông cái mặt của lão tạng Phan lệnh chỉ muốn đấm cho mấy phát bực vì đang ngủ bị đánh thức dậy nhưng phan lệnh biết tính bố ông ấy đã cho gọi mà không đến thì chết đòn lệt sệt theo chân lão tạng đi lên vừa đi phan lệnh vừa lủng bủng nói tầm trong miệng nhìn cái dáng của lão tạng cùn cút đi phía trước phan lệnh thấy ngứa mắt phan lệnh đi nhanh lên đuổi kịp lão tạng như tiện chân lệnh giơ chân đá vào đít lão bị đá bất ngờ lão tàng giật mình nhìn cậu chủ mày đi như thế chẳng hóa ra mày là người dẫn đường cho tao à tao có mù đâu mà không biết đường dạ con mời cậu đi trước con xin cậu tha tội bước vượt lên phan lệnh hình hích cười lệnh thấy đá lão tàng phí lệnh có đánh như vậy đánh nữa lão tàng cũng chả dám hở miệng than trách một câu bỗng dưng lệnh thấy thương cho lão Tạng sống như lão cũng chán cũng buồn và thật nhục một con người to lớn như voi mà sợ một người bé nhỏ như phan lệnh tất nhiên là phan lệnh không thể hiểu được vì sao lão Tạng phải như vậy lệnh cũng không cần hiểu làm gì lệnh chỉ thấy được người khác cung phụng là thích thôi vừa thấy phan lệnh vào cửa cụ chú đã hỏi sao tao bảo mày lên mà bây giờ mới thấy mặt Phan Lệnh không nói gì, đưa mắt nhìn quanh. Cụ Chu đang ngồi với bốn năm người khác. Những người này Phan Lệnh chả lạ gì. Lão tóc dài cuốn căn xếp là ông tránh tổng của làng bái. Người có đôi mắt kèm nhèm như dán dấm là lão hương của làng đục. Còn người nhỏ loát quắt, có cái tai như chuột là ông tuần làng nòng. Người ngồi xếp tay, tay dài như tay vượn là cụ bá làng khê. Mấy người này thường tụ tập ở nhà lành chơi tổ tôm bố đang chơi gọi con lên có việc gì thế tao không có việc không cho mày lên được à lão chu nghe còn nói vậy nét mặt nổi đỏ dần dần ở đời này lão chưa biết sợ ai ngày mấy ông quan tây súng ống đầy mình đi đâu cũng có lính kè kè bên cạnh mà còn phải sợ lão chịu lão hồ không ăn thịt con chứ nếu không lão đã xé xác thằng ôn dịch này cho hạ giận. Tao cho gọi bài lên để chia bài cho các cụ. Tôi không chia bài, các ông thích thì chơi lấy mà chơi. Vừa nghe con nói vậy, lão ném bộ bài xuống chiếu, mắt gườm gườm nhìn lành Lão chu ngoái đầu ra hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Mày có giỏi thì nói lại cho tao xem. Dứt lời, lão chu lấy cặp bát uống nước ném thẳng vào mặt lành Lão Tàng lao đến, hứng trọn cả cái bát vào ngực. Lấy hai tay ôm ngực, lão Tàng quỳ xuống, chắp hai tay vái lão Chu, miệng rên rỉ. Dạ, dạ thưa cụ, cậu con vừa ngủ dậy nên chưa kịp ăn. Cụ, cụ bỏ quá cho, để cho cậu con ăn xong rồi lại hầu các cụ. Nhớ lại chuyện cũ, Phan Lệnh nghĩ người mà Phan Lệnh phải móc nối, xây dựng cơ sở sẽ là lão Tàng dẫu sao thì lệnh và lão tạng cũng đã có một thời gắn bó chủ tớ với nhau lão tạng như con ma xó chỗ nào ở đây lão cũng biết chỉ qua lão tạng phan lệnh mới có cơ hội tìm lại được những người mà lệnh có ý định xây dựng từ lão tạng phan lệnh sẽ móc lối lại qua các mối quan hệ cũ con người tâm tính như lá cây cuộc đời đã dạy cho phan lệnh biết sự thật về con người mà cái giá phan lệnh phải trả Phan Lệnh không bao giờ có thể quên chuyện của mấy thằng chỉ huy ở trung tâm huấn luyện. Nghề nghiệp của Phan Lệnh chỉ có một niềm tin duy nhất, đó chính là bản thân. Và thậm chí phải có những khi ngay bản thân mình cũng cần phải nghi ngờ. Niềm tin sẽ cho người ta đến nhanh cái chết. Chỉ có sự nghi ngờ mới cho người ta sự tồn tại. Bạn bè, người thân, ba ngày gặp lại còn cần phải xem xét nghi ngờ. Đằng này, lệnh đã đi không đặt chân về mảnh đất này gần 6 năm rồi. Từ các ngày lệnh chứng kiến cảnh người cha của lệnh treo cổ ở ngôi nhà giữa. Sự ra đi và quyết trí báo thù như đám lửa cháy đêm, cứ âm ỉ, cháy đốt lòng phản lệnh. Những ngày trong trại huấn luyện, những đêm một mình nhớ lại một thời xa xưa của đời ông cha nhà lệnh những lời giáo huấn về sự trả thù của chế độ luôn thúc giục lệnh quay trở về và Phan Lệnh đã về. Đặt chân lên mảnh đất cũ, lệnh càng nóng lòng được báo thù. Mặc dù bước đầu một mình lệnh phải lo toan tính toán, phải chui rúc như con cú, con cáo, mấy lần suýt xoa vào tay bọn công an, nhưng ngọn lửa báo thù trong lòng Phan Lệnh không nguội lạnh. Phan Lệnh càng thấy nó lớn lên từng ngày, từng giờ dẫu nóng ruột vì công việc tiến triển quá chậm nhưng lệnh biết thời gian chính là lực lượng là sức mạnh biết chờ đợi biết chịu đựng biết chấp nhận cũng là tiền đề cho sự thắng lợi đồng tiền có thể mua được tất cả lợi ích cá nhân luôn và sẽ mãi là thước đo của sự trung thành sự trung thành đó là vì sự tồn tại của mỗi cá nhân ngồi tính toán các bước sắp tới nếu đến lão tạng Phan lệnh ngửa mặt lên trời cười Tiếng cười thoảng như cơn gió Rồi phan lệnh lùng bùng chửi Tiếng chửi cũng chỉ văng ra Đến cuống họng Rồi nó dắt lại Không buột ra khỏi miệng Mẹ cha cái lão tảng, Không biết lão còn ở làng không Hay là lại chết dí ở đâu rồi Lão như con chó đực Thấy chó cái là cuống lên Rồi bám theo mất mặt Chửi thế nhưng lệnh biết Lúc này chỗ dựa duy nhất của Phan Lệnh là Lão Tạng. Phan Lệnh ngồi lim dim, tính cách bắt gặp, chắp nối lại với Lão Tạng. Các bạn vừa nghe xong phần 2. Tập truyện phản gián. Gián điệp mang mật danh AZ. Chuyện tình báo, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ tối hàng ngày ở trên kênh.